Rồi, xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Ông sao? Chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Ngày hôm nay là có bé Vi cùng hai bé đệ tử cho Tám à. Thì bữa nay là sum họp gia đình. Thì em có mua được ngon cá tra siêu to khổng lồ. Đó, 2 kg. Với lại mới đồ mình bỏ mình nấu canh chua ha. Thì bữa nay rất là đông vui, nhưng mà công việc thì nấu ăn hàng ngày vẫn là của hai chị em. Rồi, chú Tám này làm gì chú Tám? Rồi em Hải hôm nay cũng siêu người ha. Cái cơm. Con lấy vô đây mát chứ không? Dạ mát. Mát vậy ha. Tại sao này ngồi làm thinh rồi ta? Nhìn lửa cháy kìa. Ủa cái này cái gì ta? Cái này gì nè? Pepsi. Mấy này Pepsi gì ta? Pepsi nè. Bọc Pepsi nha. Mang Pepsi về nhà. Mang Pepsi về nhà. Tám ơi, giờ Tám ở đây nấu cơm với Tám. Con dọn đồ lên trên kia ngay dưới đây, nhạt nhiều quá sợ dính băng quyền. Tám ơi, bữa nay lên mượn bữa nay lên mượn xăng của cậu bữa cậu ơi, ở dưới mở nhạt quá cậu ơi. Đói quá đi bán về chưa ăn gì hết. Làm trước bánh. Ăn bánh gì đây? Bánh chuối à. Nhưng mà bánh né hả? Nói vậy. Chưa ăn gì. Bánh chuối em Hải bán đây. Bán mịch vậy là nhiêu em? Mịch 5.000 á. Mình lấy vô mịch 2.000 quá không? Lấy mịch 4.000 á. Bán mịch rồi có 1.000 á. Đây cậu ăn sáng gì cho cậu? Ăn mì rồi. Ăn mì hả cậu? Mì chừa luôn á. Hả? Chừa lại á. Chừa luôn hả? Dạ. Chà, bữa nay tính ra bán này đắt dữ quá. Nay chừa nhiều á. Thì ổng gài á là cũng có rất nhiều cô chú anh chị thắc mắc là hỏi em Hải là con của cậu Út hay là sao, thì nay là em Hải là con rể. Đây là con rể của ba, rồi là cháu rể của Sáu. Rồi bữa nay ra đây cũng thịnh soạn quá cả nhà. Cá thì Sáu cũng đã làm sạch hết rồi. Phần đầu cá với đuôi cá là mình đã quên chua. Hôm nay là mình sẽ kho. Bé Vi thích ăn cá kho lắm. Đúng không? Dạ. Bây giờ Sáu ốp cá luôn. Dạ. Cái này tháng 8 làm sẵn hết trơn nè. Hành, rồi gốc hành, ớt. Nay có chào chưa? Chắc bà cơ chú. Thì cũng đã rất lâu rồi thì chưa có dịp mà quay tới ngôi nhà nhỏ xinh xinh của kênh Trương Nhân Phương. Cắt bỏ nhanh mít luôn, cây mít luôn hả cậu? Có trái hả con? Dạ có trái hả? Vậy là cũng nhờ con cắt có trái phải không? Không biết đậu hay không thôi phải không? Tưởng đâu cái mít đực nó quá trái chứ. Sáu ốp sẽ để đây chừng 10 phút 15 phút cái sáu kho. Dạ. Giờ sáu đi bắt mặt canh. Cho thêm Tám vô căn nhà nhỏ xinh xinh. Hôm nay vô căn nhà bé bổng. Nhà bé bổng. Ở lúc trước là quay ở đây không là thêm Tám. Dạ. Cả mình kho luôn. Tại vì trên này nói chung là không gian nó hẹp quá, không có gì để mình tung tăng hết trơn á. Nên không quay đây, quay ở dưới trời dưới không. Bữa nay ở dưới mở nhạc quá. Bữa nay ở dưới ta mở nhạc sưng quá trời luôn rồi. Dạ. Lên đây mình kho. Có mùa sưng trở lại rồi.
Hải ơi, Hải. Dạ. Phản viện hả? Phản viện mình đã tới đây nè. Không gà nó không chịu xuống đây là nãy nằm ngủ không. Nâu à. Nâu ơi. Nâu ơi. Nâu à. Trời ơi mặt mày xinh không lọt không ngờ ơi. Ừ, phủi mệt thế nè. Ngủ đi. Không. Không nó hiện khô à. Nâu. Nâu à. Hiện khô vàng kia hả? Ừ, nó hiện vàng kia cũng hiện khô à. À, cá nãy giờ tám chảo rồi nè. Dạ. Giờ cá nó cũng săn rồi cho nước vô. Bên này mình chụm bếp ga đỡ ha sao? Bếp ga đỡ vậy con ơi. Dạ. Chụm bếp ga mà chụm đỡ thôi ha. Chụm đỡ. Bữa nay mình không có xài bếp củi, mình chụm bếp ga đỡ. Đỡ đi. Bây giờ chú Tám chắc đang coi được cơm dưới quá. Tám con được con dưới con. Dạ. Với dưới giường dưới. Dạ. Với dưới ngồi nhà nhạc luôn. Dạ. Dạ. Để cá cho dưa dưa nó bớt nước ha. Dạ. Dạ mở đổ rồi. Bữa nay chụm bếp ga lập chụp ba lắm. Chụm bếp ga. Cho miếng dầu vô. Ở dưới thì mình sẽ mở ha. Ở dưới sẽ mở, ở đây sẽ dầu. Cho tỏi vô mình phi luôn. Hồi sớm là dẫn con xuống cái chòi của khối miệt vườn rồi, bây giờ dẫn lên có chòi của Trương Văn Phương là con thấy như sao đây, cái chỗ này sao? Đây nắng. Đây nắng ha. Mà cái chòi này đẹp hơn chòi dưới không? Đẹp hơn chòi dưới. Nó màu mè ha. Lúc này đi tập xe đi ăn thu rồi đó. Lúc này đi tập chạy xe đạp rồi đi ăn thu lui rồi. Có quý hả? Dạ, mè cho luôn, nó mềm nè. Vớt ra. Mè cho cá luôn. Cho cá luôn. Cái bếp ga thì mình chụm nó cháy không có bằng cái bếp củi nên nó không sôi ụt lên được. Sôi tim là mình bỏ vô cá cái da còn nguyên. Ừ, vậy nó ngon á. Cá bên này ngon quá nè. Cá nó cũng chịu lại sắp hết nước rồi, mình cho hành luôn. Ừ. Cái chòi nó bự quá nên có mình thím Tám rồi nha. Cái chòi mình thím Tám đứng vừa luôn á. Chòi bự quá em Tám. Chòi quá sao bự rồi. Ngại con cũng được rồi con ơi. Để lấy cái nắp ra đậy không chị? Không có làm xong hả? Tại bếp ga chụm nó vậy đó. Nhắc qua bên đây nè, tại vì bên đây lửa nó cháy hơn bên kia. Đó, bên đây cháy được hơn bên kia. Nghiêng quá con ơi. Dạ. Rồi, được chưa? Rồi, ok. Để mè vô, mình dần nãy giờ. Chia sẻ về nhiều nó chua. Anh chua mà. Anh chua phải chua ha. Dạ. Chua vừa thôi con ơi. Đổ hết luôn Tám. Thôi. Phải luôn. Chua đừng ai cản Tám nha, đổ hết luôn. Đổ hết luôn. Nước vô nó mới lỏng mới ra nhé. Đổ luôn hộp mè luôn. Đừng ngay cạn Tám nha. Thôi được rồi, được rồi. Tám nấu chưa con? À, con tưởng tao đang nấu lẩu luôn nha. Con chua cũng lẩu chua luôn. Cái này mà có bún vô chan cũng ngon lắm con. Dạ. Thì vừa nay hỏi ăn cơm, bỏ nồi cơm lại đi. Bỏ nồi cơm đi. Hãy Tám kêu bún. Giờ Tám nêm luôn cho nó thấm. Dạ. Đây hạt nêm, đường, muối, bột ngọt. Chưa được hết luôn. Chị để ngoài chi anh Tám? Để ngoài chi cho hết luôn. Như sao mình đi được cho nó thấm. Cái này xài bằng bếp ga, lửa nó yếu quá nên nó không có sôi mạnh ha. À đúng rồi con. Nó không giống như cái bếp của khó miệt vườn. Cái này mà chăn quả. Cái này sôi cái là Tám cho ra xuống là nhát ăn được. Đó vô. Đây mình nấu bếp ga nó hơi lâu hơn là giờ Tám cho rau bắp vô. Rau bắp này nó lâu chín. Món này ra cái để hồi nó quên. Ừ. Đó bắp vô trước. Đó bắp xong rồi mới tới bạc hà. Thôi vô luôn. Vô luôn
bà Hà lâu chín hơn đậu bắp á. Cho hết luôn. Ủa, con thấy còn quả hồng đâu rồi ta? Con cà con phải quả hồng. Cà. Đây, cà chín rồi, cho cà vô đi. À. Có đỏ vô là hết dạ. Có đỏ, đỏ xanh xanh rồi ha. Bữa nay con đi chợ con quên mua giá rồi Tám ơi. Thôi khỏi con quá chờ rồi. Cà nó căng. Đây cũng quá chờ quá đất rồi. Còn món nữa đó nha. Còn món vô cần nữa. Đó. Nước mắm đấy mình cho cần vô luôn. À chín nè. Chín rồi con. Dạ. Giờ này con mới thấy sâu luôn á. Cho vô cần vô. Đó, sòi đó. Vô cần vô. Chiêu to khổng lồ luôn ha. Quá trời. Nồi này chắc hết sớm ăn rồi. Tám phan hả bò, phan hả bò ớt lên nha Tám. Dây ngò ôm. Dạ. Ngò ôm nãy xào á, cho vô đi. Này mình múc cho mấy đứa nhỏ xong mình hả bò ớt. Dạ, xong rồi đó. Còn cái ớt, ớt đó phan phải không? Dạ. Đây, ngò gai. Con chua có ngò gai, nó thơm. Dạ. Ớt chúng mình lại để sau. Ớt để sau đi, dám bỏ ớt vô mấy đứa nhỏ nó cay. Dạ. Rồi chín ha. Được, chín rồi. Rồi dọn cơm anh thôi. Rồi sau khi bữa cơm gia đình của em cũng đã chín hết rồi, xin mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình em nha. Rồi mình xin mời cả nhà dùng cơm nha. Rồi. Yeah. Rồi chú Tám cũng mời gia đình vui vẻ mình ăn cơm nha. Con mời bà con chú cùng con, mời cả nhà cùng con. Rồi. Rồi. Bữa nay bé Quy nghỉ học ở nhà vô đi với tiếng Tám ha. Mời bà cô chú. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm. Rồi, hay nè. Mời bà cô chú. Thôi rồi ăn cơm đi. Bữa nay cậu mời cả nhà ăn cơm. Có chị Vy cậu ăn cơm sớm quá. Giờ này chị đói rồi. Đây không có ớt nè con. Có chị Vy mới cỡ rồi. Con cái đói rồi cái này cái này. Để con ăn nào. Ăn cơm nha. Ốp con ăn nào hay. Ăn này. Sáng sáng sớm hả? Ăn nào con. Này. Con ăn cơm. Này nó ăn kiếm bấm đỡ cho mình. Cơm xong. Vì phải bóng bóng lắm à. Ừ. Đó bà Sáu. Mới gấp được không? Gấp được bà Sáu gấp cho con nha. Ừ, ăn đi con cái đó. Đây bóng bóng của bé Huy đây. Ở đây em nha. Để đây cho bé Huy bóng bóng đi. Nguyên cái này luôn hả? Để đi gấp từ từ nha. Cơm. Đây. Dễ ra nha. Cơm. Rồi ăn cơm mấy đứa ơi. Cơm nha. Rồi cái nhà mình ăn cơm luôn nha. Cơm. Này vui quá. Nhìn quá. Nhìn quá. Nhìn quá. Nhòn quá. Đá giờ. Cá sao rồi? Nhà mình bị cục cứng nha. Lớp rồi. 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 Nhà vô cổ mặt bằng rộng dài. Ừ. Con ăn cơm đi uống phần no á con. Con muốn cơm ăn. Ngon. Mà cái gì không dễ bằng cá của cậu. Sao cá vừa luôn. Cá cậu dễ hơn. Cá cậu lâu năm rồi. Đó mà cá. Ngon con. Đi. Ngon quá. Ngon quá sao nè. Đây. Rồi Út sao nè. Ngon con. Chân lai không? Út chân lai không? Ngon không? Ngon quá. Rồi Hải sao nè? Quá tuyệt vời á. Nếu bạn ngon quá nè. Hải nó quá ngon. Sao làm cá thiệt kỹ, không còn miếng nhất. Ừ. Bây giờ chú Tám miếng nè Hải. Cá ngồi. Ừ. Cá béo ha. Dạ. Này biết có cái gì vô cầu tình cá tới 2 kg luôn á. Thịt thấy nó lạ lạ. 2 kg luôn quăng đi, toàn cá nè. Cảm ơn con. Cái vị thích bong bóng lắm.
Còn gian canh không? Không gian canh cho mấy đứa nhỏ. Có gian canh cho con trẻ ăn. Dễ thương không? Ai ăn cơ. Bơm chén cơm mày, giỏi hả? Con cá con. Không có cá gì vậy? Ăn vậy đó. Ăn vậy em chịu cá. Rồi. Chính anh thích, nó thích ăn gì? Gà rán á. Ăn gà rán không? Cũng ngán rồi. Chị mua gà rán ăn nha. Chiều tới có bụng quá. Bụng quá. Cơm gà rán. Hai thằng này nè. Chịu. Cái đầu nhỏ nhỉ. Mới đã. Có chiều mới đã hả? Hải rung tay luôn rồi. Uống Pepsi ăn mới đã. Tết này uống Pepsi ăn mới đã. Tết này ăn đó nữa. Tết này uống Pepsi mới đã. Tại số thương hiệu Pepsi. Trời sợ gió. Xin ăn là phải đủ à. Nó bới cho tôi nhiều quá. Vô đây mà ăn bé bi mà bới thêm nữa là đặt cái lực ở nha thôi. Đặt cái lực quá. Đặt cái lực luôn á. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye rồi đó. Quá yên rồi đó. Cháo luôn. Ăn mấy cũng bụng bệnh đó. Cái đầu chắc dinh dưỡng. Báo động chuẩn bị mở nhạc nó gì không? Báo động nhà thờ giật chuông. Nhà thờ này làm giật chuông báo động. Nó nói. Ủa 12 giờ không? Chắc được không tử. 12 giờ. Nhà thờ này không giật 12 giờ. Đó. Dở rồi.